Hi, xin chào các bạn, nuôi trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Big Simon Report. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn nuôi bắt lại một like, đăng ký kênh và nhớ vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Thì ôi, mình đã gặp được một em Snorlax ở đây nè các bạn ơi. Mới vào game luôn. Và đây chính là cái em Snorlax dạng đặc biệt nha. Mình sẽ coi em này là dạng gì mới được. Đây chính là Snorlax Snowy các bạn ơi. Chúng ta còn một dạng Snorlax Summer nữa. Ơi nhìn rất là xịn sò luôn. Bây giờ mình sẽ tiến hành bắt em này thôi các bạn ơi. Wow, mình mới vào luôn, gặp em nó luôn nè. Nhìn xịn sò và có trưởng các bạn ơi. Đây là em gấu tuyết nha. bắt không được rồi các bạn à. Wow, có vẻ là cái em này khá là cứng đầu đây. Chắc mình phải dùng cái con Caesar mới được thôi. Chúng ta sẽ tạm cất em Sapply vô và lấy Caesar ra thôi các bạn à. Phải thật là nhanh mới được. Mất công cái con Snorlax này nó đi gây chuyện với người ta nữa. Đây, Caesar của tôi. Lấy ra thôi. Tại vì cái con Caesar của mình á, nó có chiêu Force Whip. Đánh Pokemon còn một máu rồi chúng ta bắt cho nó dễ đó các bạn ơi. Rồi, cái quả đầu tiên mình xài vẫn là Whip Ball thôi nè. Trời ơi, cái em Snorlax này á, nhìn rất là dễ thương luôn nha. Và lần này thì... lần này lại thành công các bạn ơi. Hình như là mình lấy Caesar ra, cái em Snorlax này nó sợ hay sao á. Ôi, đã thiệt sự luôn hen. Để mình tạm có cái con Caesar này vô đây cái đã. Ôi, cái PC của mình bây giờ nó full Pokemon luôn các bạn ơi. Nó nhiều vãi cả chữ luôn đó. Tại vì lúc trước á, PC của mình chứa mấy con Mewtwo nè các bạn ơi. Đây, rất là nhiều Mewtwo luôn. Rồi, để bây giờ mình lấy Snorlax ra coi. Ôi, chúng ta có được hai em Snorlax nè. Một em bình thường và một em Snorlax tuyết các bạn ơi. Ôi, cái em Snorlax này nó đeo một cái flap over nè các bạn ơi. Và để mình kiểm tra coi. Ôi, nhìn rất là dễ cưng luôn các bạn ơi. Wow, Snorlax tuyết ạ. Thì cái con Snorlax tuyết này nó sẽ xuất hiện tại những cái cánh rừng Kotaga nha. Kotaga Hill hoặc là Kotaga M đều được nha. Và vào buổi sáng nè. Cái em này thì nó hiếm lắm đó các bạn ơi. Ôi, mình chờ mấy ngày mới được em nó luôn đó. Mình sẽ kiểm tra coi kích thước của em nó như thế nào đây. Ô, em này nó vẫn mang hệ thường các bạn ơi. Hình như đây chỉ là một cái dạng đặc biệt thôi. Đây là kích thước chuẩn nè. Wow, nó cộng attack nhưng mà nó trừ special defense. Nó cộng tấn công nè, trừ phòng thủ đặc biệt đó các bạn ơi. Rồi, để mình qua đây mình kiểm tra coi. Ủa? Mình mới thấy cái gì nó động đậy bên đây mà. Trời ơi, tôi trễ có một xíu thôi mà nó biến mất tiêu rồi. Rồi, thế là đầu video chúng ta đã có được một em Snorlax rồi nè. Ủa, mình có thể cởi được. Wow, ui đã vãi cả chữ các bạn ơi. Ôi, mình có thể cởi được luôn nha các bạn. Wow, cởi gấu nữa các bạn ơi. Ai, có một con Ampharos xuất hiện nè. Để mình dứt cái con Ampharos này luôn. Sẵn tiện mình đem Silvery hệ tiên mà. Nên mình sẽ tiễn nó lên đường thôi các bạn ơi. Mình xài chiêu Multi Attack nha. Không cần Dynamax các bạn ơi. Cứ để Silvery dạng bình thường thôi. Dynamax lên thì hình như là nó sẽ bị mất cái hiệu ứng chiêu đó. Đây chúng ta được một cái Focus Shot nè. Khá là xịn sò luôn. Mình sẽ bỏ vào trong ba lô thôi nha. Được em Snorlax rồi, quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cất em nó lại vào trong đây đi ha. Mình sẽ bỏ bớt mấy em Mewtwo đi. Mewtwo mình nhiều vãi cả chưởng hả. Rồi đất ơi, chúng ta có được một đống Mewtwo luôn nè. Tập trước á, mình có tiến hóa mấy cái Mewtwo này thành những cái cây kem. Và nó có tên là On Creamy nha các bạn ơi. Mình đã có được 6 cái cây kem rồi. Và chúng ta có tổng cộng là 63 cây luôn các bạn ơi. Trời đó, nhiều kinh khủng luôn. Nên là mình nghĩ là mình không có thể mà tiến hóa hết cho các bạn xem được. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lên đường và đi kiếm thêm những cái dạng Pokemon mới nha. Wow, đã thiệt sự luôn. Thì chắc bây giờ mình sẽ đi câu mấy cái con Club Purple nha các bạn ơi. Những cái con mực ngoài hành tinh á, con bạch tuộc ngoài hành tinh đó. Đây các bạn ơi, để chúng ta có thể hoàn thành xong cái Club Purple Lock này nè. Mình đã có được một cái dạng Club Purple rồi. Và đây là cái dạng Classic, cái dạng cơ bản đó các bạn à. Wow. Thì bây giờ mình sẽ đi ra cái vùng Ocean để mà câu nó thôi. Chúng ta phải dùng cái cây Super Rod nè. Và câu tại cái vùng Ocean nha. Rồi, mình sẽ đi ra cái vùng Ocean thôi các bạn ơi. Hình như ngoài này có nè. Bên đây có một cái Poké Chest nè. Mình sẽ thử ra mở chest coi thử chúng ta sẽ được cái gì nha. Và lần này cái chest này sẽ cho chúng ta cái gì nào. Ôi, chúng ta được một quả Qualot Perry.
Cái quả này thì mình có rất là nhiều rồi. Bên này có một con Mario nè, con boss Mario luôn. Wow, xịn sò nha. Mình sẽ dứt em boss này luôn nha các bạn ơi. Lần này thì Dynamax lên nè. Dùng cái chiêu Mask Darkness nè nha. À, chiêu hệ bóng tối bạn ơi. Wow, và Silvery của mình nó đã đạt cái lượng máu là 426 luôn. Nhiều kinh khủng. Rồi, hình như cái chiêu này nó không có gây được nhiều sát thương rồi. Mình sẽ chuyển qua cái chiêu Mask Flutterby này nha. Trời ơi, chiêu này nó cũng không có gây được nhiều sát thương luôn. Mình sẽ qua một cái chiêu khác nữa, đó chính là Mask Strike này nha các bạn ơi. Oh, Mask Strike thì gây nhiều sát thương nè. Oh, và đây là cái tên thứ 3 của Silvery rồi. Nên là nó đã trở về với lại cái hình dạng bình thường rồi nha các bạn ơi. Mình sẽ tiếp tục xài Multi Attack này nha. Chánh cứu tới luôn. Trời ơi, mình mới thấy cái gì nó động đậy ở trên đây nè. Đây nè các bạn ơi. Và em này, oh, là một em Go-God. Một con dê. Mình sẽ tiến hành đốt con dê này luôn. Cho thành dê quay luôn nha. Oh, phía dưới đây chúng ta có được một em BQ Mercury. Và đây là dạng thường thôi. Trời ơi, sao tôi toàn gặp dạng thường không vậy. Ui, khá là nhiều BQ Mercury về đây luôn nha các bạn ơi. Ủa, mình tưởng cái dạng đặc biệt của BQ Mercury chứ, nhưng mà không phải. Ở chúng ta có được tiến hóa cấp 2 của cái em Club Puppet nè. Và cái em này có tên là Grab Block nha các bạn ơi. Ui, nghe rất là xịn sò luôn nha. Oh, một con BQ Mercury thường thôi. Thôi, mình sẽ đi ra biển mình câu thôi các bạn ơi. Chúng ta sẽ tiến hành đi câu thôi nè. Mình sẽ tạm tắt hết mấy cái này đi nha. Đó, chắc mình sẽ lấy cái cây Ray Super Rod này ra nè. Và chúng ta còn lấy thêm cái gì nữa không? À, một cái thuyền nữa đi ha. Ôi, mình đang có khá là nhiều những cái candy cho Pokemon nè. Chắc bây giờ mình sẽ cho một em Pokemon nào đó lên cấp đi ha. Như là em Silvery chẳng hạn. Đây, mình sẽ cho Silvery này lên cấp nha các bạn ơi. Ui, nó chưa lên nè. Cho được có 3000 kinh nghiệm thôi. Đây là cái candy size L nè. Đó, cái size L thì được 10.000 kinh nghiệm. Cái hồi nãy là size M đó các bạn ơi. Bây giờ thì mình qua size S. Trời ơi, ủa sao xuống size S rồi. Size S, trời ơi, có 800 kinh nghiệm thôi. Và trời ơi, nó còn một xíu kinh nghiệm nữa là nó lên cấp rồi các bạn ơi. Ở đây thì mình còn thêm 3 cái kẹo nữa. Thôi, chắc mình sẽ chờ Silvery này á, nó lên cấp 91 rồi. Mình sẽ cho nó ăn 3 cái kẹo nữa cho nó đủ luôn nha các bạn ơi. Rồi, bây giờ thì đi ra biển và câu club ở bệt thôi nè. À, lần đầu tiên đi câu mấy cái em bạch tuộc. Thử mấy em nó có gì nha. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành câu thôi nè. À, câu lớp ở bệt các bạn ơi. Đây, một dấu chấm than. Họ nó ra cái con Clambert. Đây là một con trai ngọc thì phải. Dứt con trai ngọc này luôn. Dảnh củ tỏi liền. Ủa, trên kia chúng ta có đồ bộ ông Officerman kìa. Xịn vãi ha. Đi câu cá mà gặp được cái ông Officerman nữa. Ông câu cá già đó bạn ơi. Ông đó có thể đánh giá được cái loại cần câu của chúng ta được đó. Ôi, lần này thì mình câu được một con Shielder. Một con trai, không có ngọc. Nó cho mình một cái Shell Bell nè. Trời ơi, câu nãy giờ mà vẫn chưa được cái gì luôn các bạn ơi. Mình sẽ cố gắng để mà câu tiếp tục coi. Có thể chúng ta có được thêm mấy cái em Club Bird mới không nha các bạn. À, đây rồi. Ôi, 3 dấu chấm than và mình đã được một cái Blue Shack rồi nè. À, chúng ta đã được một cái mảnh của cái viên ngọc xanh. Đó, cái viên ngọc mà để biến cái con Kyogre về cái dạng nguyên thủy đó các bạn ơi. Ui, tính ra đi câu bạch tuộc này nó cũng khá là xịn sò chứ bộ. À, mình câu được thêm một con Pinkerchin nè. Thôi, xử nó thôi các bạn ơi. Tại vì cái em này mình đã có rồi đó. Ai, bây giờ mình sẽ câu tiếp thôi. Ui, sướng phải cả chưởng hả. Rồi, chắc mình sẽ đổi qua cái vùng bên này đi các bạn ơi. Nãy giờ mình ở bên kia câu chả được cái gì cả. Bây giờ chắc mình sẽ đi gần gần cái chỗ này đi ha. Đây, để mình sẽ tiến hành định cư tại chỗ này. À lộn, chúng ta sẽ tiến hành câu cá tại chỗ này chứ. Đây, mình phải trèo ra xa xa một tí nè. Đó, tại cái vùng ocean mới được các bạn ơi. Còn ở phía bên trong là cái vùng biển lạnh thôi. À, ra ngoài này mới được nè. Ủa, à, mình giật cái cần câu không có kịp rồi các bạn ơi. Nó nhanh quá à. Wow, quanh đây thì nước trong vãi cả chưởng luôn. Nhưng mà khá là lạnh đó các bạn ơi. Tại vì ở đây là vùng băng mà. Ôi, và mình đã được một con Club Puppet rồi nè. Ôi, và đây chính là một cái dạng đặc biệt luôn các bạn ơi. Một cái dạng mới của Club Puppet. Ồ, cái dạng này mình chưa có luôn. Ngon lành canh đào. Rồi, chỉ một quả thôi và chúng ta đã được rồi nha các bạn ơi. Chúng ta đã đạt được luôn cái thành tựu Club Puppet Gym rồi nè.
Ôi, đã phải cả trưởng luôn các bạn. Quá xịn, quá xịn. Đâu rồi, chúng ta sẽ cùng kiểm tra coi cái em club ở bờ đó luôn nha các bạn ơi. Dưới đây thì nó có được mấy cái con Pikimiku, nhưng mà là cái dạng bình thường thôi. Mình chỉ bắt những cái con mà dạng đặc biệt thôi nha các bạn ơi. Đây, đây chính là em club ở bờ thứ hai của chúng ta. Và đây chính là club ở bờ dạng kim cương. Ồ, nó có mấy cái kim cương ở trên cái thân của nó nè các bạn ơi. Wow, nhìn rất là hấp dẫn luôn nha. À, thế là chúng ta đã có được hai dạng rồi. 18% rồi các bạn ơi, quá là xịn luôn. Bây giờ câu tiếp thôi nào. Hy vọng trong tập ngày hôm nay chúng ta có thể hoàn thành được. Ôi, lần này thì được một con Finneon các bạn ơi. Một em cá thôi. Mình đi ra xa xa một xíu để mà câu thử coi có được cái gì hot không nha. Ồ, chúng ta gặp được một con Clawizard nè. Tại vì nó đang làm động nước đó các bạn ơi. Mình ra cái chỗ động thì gặp được cái em này luôn. À, nó cho mình hai cái lá sen nhưng mà mình không có cần đâu. Rồi, lại câu tiếp thôi các bạn ơi. Lại tiếp tục cái cuộc hành trình thôi. Câu cá suốt ngày đêm của các bạn ơi. À, ô đây rồi. Wow, hình như đây là một cái dạng mới nữa của Club Abert các bạn ơi. Mình vẫn tiếp tục xài Whitbon thôi. Mình chỉ còn mấy quả Whitbon cuối cùng thôi các bạn ơi. Vãi cả chưởng hả? Để coi lần này cái em Club Abert này nó mang cái dạng gì nha các bạn ơi. Ồ, nó là cái dạng Machian. Ui, cái con này nhìn giống con ma hả? Vãi cả chưởng hả? À, nói chung thì cũng khá là xịn sò đó. Đó, cái dạng như này thì nó mới giống như là người ngoài hành tinh đó các bạn ơi. Rồi, và đây chính là em Club Abert thứ ba của chúng ta luôn rồi đó. Ngon lành vãi cả chưởng luôn các bạn ơi. Rồi, lại câu tiếp thôi nè. Ui, cá voi nó xuất hiện quá chừng luôn kìa. Rồi, lại được một cái Emerald nữa chứ. Mình vừa câu được một viên kim cương các bạn ơi. Ôi, vào đây rồi. Trời ơi, đây là cái dạng Club Abert bình thường thôi. Không phải là cái dạng đặc biệt các bạn ơi. À, ở dưới kia nó có mấy em cá đuối nó bơi bơi ở dưới kìa. Xịn vãi cả chưởng luôn ha. Trời ơi, phải dạng bình thường không? Ôi đúng rồi các bạn ơi, mình chỉ mới có 27% Club Abert Zoom thôi. Trời ơi. Đây rồi các bạn ơi, mình sẽ tạm định cư lên đây luôn quá. Hồi nãy tính không có định cư luôn rồi, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại chắc chúng ta cũng phải phải ngủ ở trên đây các bạn ơi, cho trời nó mau sáng á. Mình chỉ có thể câu Club Abert khi mà trời nó vào buổi sáng thôi các bạn ơi. Ôi và sẵn tiện chắc mình cũng sẽ cho cái em Sivali này lên cấp luôn đi ha. Mình đang có 4 cái kẹo luôn nè. Đẩy cho cái em này lên cấp 95 luôn. Đó, cấp 95 rồi các bạn ơi. Quá là xịn sò luôn. À, ở trên kia có thêm một em boss kìa. À, một con Hải Âu. Đây là con Wingull các bạn ơi. Tiến hành thách đấu nó luôn nha. À, Dynamax lên luôn nè. Mad Flutterby. Ui, được gần nửa cây máu các bạn ơi. Kiểu này thì chúng ta phải đánh nó tầm 3 hit mới được rồi. Một phát nữa. Ui, nó vẫn chưa giành cứu tội. Đúng rồi các bạn ơi, phải đánh 3 hit thì má mới hẹo lận. À, trời, nó cho mình một cái kính gì đó. Hình như là cái Choice Pad đó các bạn ơi. Rồi, và thế là chúng ta đã giải quyết xong cái em boss rồi. Và Sibili nó cũng đã lên cấp 95 luôn các bạn ơi. Còn 5 cấp nữa thôi là chúng ta sẽ chuyển qua luyện cấp cho một cái em Pokemon nào đó khác nha. Rồi, mình lại câu tiếp thôi các bạn ơi. Hy vọng lần này chúng ta sẽ được thêm Club Abert dạng mới nha. Wow, quanh đây á, mấy con Pikimiku nó xuất hiện quá chừng luôn. Ố, 3 dấu chấm than và chúng ta được một cái chuỗi ngọc nè. Wow, khá là ngon luôn, một cái Pure String. À, cái đó thì các bạn có thể dùng để mà bán cho shopkeeper để mà lấy tiền đó các bạn ơi. À, mình câu được một em cua nè, đây là Clauncher. Mấy cái em này mình có hết rồi nên là không có bắt đâu các bạn ơi. Chừng nào mà mình gặp cái dạng shiny á thì mình mới bắt được thôi. Rồi, lại câu tiếp thôi nè. Ui, và hình như á, trời nó sắp tối rồi đó. Phải mau chóng thôi các bạn ơi. Wow, chúng ta được một cái cuốn sách Enchant và cái này là Unbreaking hả? À, mấy cái vũ khí này mình đã có Unbreaking hết rồi các bạn ơi. Ui, chúng ta câu được một cái con Wishy-Washy. Cái dạng đi học của nó nè, cực kỳ khổng lồ luôn. Sợ hãi vãi. À, trên kia mới có một con Pikimiku nó quẩy tay mình kìa. À, mình lại được thêm một con Club Abert mới nữa. Wow, và hình như đây là một cái dạng mới nữa các bạn ơi. À, dạng mới nè. Ngon. Quả Whitbon cuối cùng của chúng ta.
Đó, bắt thành công luôn các bạn ơi. À, hên quá các bạn ơi. Ôi, đúng là cái dạng mới rồi. Và dạng này có tên là Irish. À, ngon ha. Nó màu xanh xanh như vậy hả? Ôi, và các bạn có để ý không? Những cái hoa văn trên nó là những cái cỏ ba lá thì phải. Đây, những cái cỏ may mắn nữa các bạn ơi. Ồ, đây là Martian nè. Và đây là Diamond. À, chưa gì, tại cái vùng Kerbit này thì chúng ta đã có được 4 dạng mới của Club Over rồi đó. Mình đi câu mà mình đánh bại khá là nhiều Pokemon luôn. Chắc nãy giờ thì cái viên ngọc của con chim băng á, nó đã lên khá là nhiều Pokemon luôn rồi đó. Để mình thử kiểm tra coi nhé bạn ơi. Wow, chúng ta chỉ còn 76 em Pokemon nữa thôi là nó sẽ full được cái viên ngọc này nha. Wow, khá là xịn luôn nhá. Rồi thì bây giờ mình sẽ câu tiếp thôi. Ồ, có mấy con Pikachu nó cứ vẫy tay nó chào mình nãy giờ nè. Ăn rồi nó cứ khịa tôi không à. Wow, mình lại thêm được một cái mảnh lưu sát nữa. Hồi nãy mình đã có được một mảnh rồi đó các bạn ơi. À, và đây chính là cái mảnh thứ hai trong tập ngày hôm nay luôn. À, hồi nãy mình cũng có câu được một cái Super Rod nè. Quá là xịn sò luôn. Cái còn câu này thì mình cần phải cường hóa, cần phải kiếm cái ông Old Fisherman thì mới được các bạn ơi. Nhưng mà nãy giờ không có thấy ông xuất hiện nữa. Chắc hồi nãy mình không có qua chào ông á, ông giận ông bỏ đi rồi các bạn à. Ơi, chúng ta sẽ câu một mình ở đây thôi. Trời ơi, câu bạch tuộc ngoài hành tinh các bạn ơi. Nghe sợ hãi vãi chưởng ạ. Ở đây. À, và hình như đây là một cái dạng club bird bình thường thôi. Mình sẽ xài cái quả Diabon nha các bạn ơi. Mình đã hết Whipborn rồi. Còn có mấy quả Whipborn nào mà mình xài hết mất tiêu rồi. Chắc tập hôm nào đó mình sẽ đi về nhà và chế tạo thêm nha. Và trời ơi, đó chỉ là cái dạng club bird classic thôi. Cái dạng cơ bản các bạn ơi. Ở có con Latias các bạn ơi. Và đây là boss mega luôn. Wow, có vẻ ngon lành đây. Sẵn tiện đang cầm Sivili dạng tiên nên là mình sẽ tiến hành đi thách đấu cái em Latias này luôn nha. Wow, đây là boss legendary luôn các bạn ơi. Mình sẽ xài cái chiêu Multi-Attack chắc này nha. Trời ơi, đánh mình cũng khá là đau đó. Nhưng mà mình đánh đau hơn nữa các bạn ơi. Rồi, cho nó một hit nữa để mà tiễn em nó lên đường luôn nè. Dãnh củ tỏi nha. Ôi, và nó cho mình một tấm My Play và một cái vảy rồng. Wow, chúng ta có gặp thêm được mấy em boss nữa kìa các bạn ơi. Đây, mình gặp thêm một con cúp chu nữa. Để bây giờ mình qua mình thách đấu em cúp chu này luôn nha. Đâu rồi? Cúp chu. À, nó đây các bạn ơi. Đó. Con gấu mà nó ở vùng băng á, nó bị chảy nước mũi mà nước mũi nó bị đóng băng luôn các bạn ơi. Kinh khủng chưa? Cúp chu với tôi nửa cây máu nha. Ồ, lên hình thái Dynamax liền. Rất là to luôn, rất là khổng lồ luôn đó. Dãnh củ tỏi luôn rồi. Ôi ôi, boss này không có được gì xịn sò hết. À, con nào thách đấu mình vậy? Squawet, một em sóc. Sóc này cũng không có gì xịn luôn. Mình đã xong được cái viên ngọc của con chim băng rồi. Chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa đây. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi qua cái đền thờ của chim băng nè. Để mà hoàn thành cái nhiệm vụ các bạn ơi. Đấy, chúng ta đã xong được nhiệm vụ này rồi. Tiếp theo là nhiệm vụ bắt Articuno hả? Wow, nhiệm vụ nghe có vẻ khá là khó khăn vậy. Để bây giờ mình sẽ tạm cất cái con Sableye vào trong đây và lấy Seizure ra các bạn ơi. Seizure. Đây rồi. Chúng ta sẽ cố để mà làm cái nhiệm vụ bắt con Articuno này nha. Bây giờ thì triệu hồi một lần nữa Articuno ra trận. Đấy rồi các bạn ơi. Wow, em này có vẻ cũng khá là to đó. Và chắc mình sẽ phôi whip nó thôi, chứ mình đâu có whip bon đâu. À, và mình cũng đang có khá là nhiều những cái quả Master Ball nè. Chúng ta có thể dùng một trong cái số những cái quả này à, để mà hoàn thành cái nhiệm vụ cũng được. Ôi, đây là nhiệm vụ đỏ luôn nha các bạn ơi. Không biết có phải là nhiệm vụ xịn sò gì không nữa. Mình sẽ xài Dead Ball nha. Tại vì nó đang buổi tối mà. Hy vọng là nó sẽ có tác dụng với lại cái em huyền thoại này. Ôi, các bạn, nó không có tác dụng thật rồi các bạn ơi. Nó khó vãi. Đây là Articuno mà, đâu phải là những Pokemon thường đâu. Và ui, Dead Ball không thành công rồi. Hai quả rồi các bạn ơi. Đây là cái quả thứ ba nha. Không được thì mình sẽ chuyển qua những cái quả bon khác thôi. Và
Lần này... Yes! Chúng ta đã bắt được Articuno rồi. Ôi, chỉ ba quả Dustball thôi hả? Wow! Dễ vãi chưởng luôn. À, mình gặp được một con Lioni... cái dạng Galarian luôn nè. Để mình qua mình đánh boss trước đi rồi tính tiếp nha. Trước tiên thì chúng ta sẽ bỏ cái con Caesar vào trong đây mới được. Đây, Articuno. Ngon. Rồi, đánh boss thôi bạn ơi. Dynamax lên nè. Cấp chu với tôi, nửa cây máu. À quên, 2/3 cây máu luôn. Chứ không phải là nửa cây nữa. Mất Dry phát nữa. Ủa, nó cho mình một cái Repel nè. Cái này dùng để đánh đuổi mấy em Pokemon đó. Ồ, quanh đây nó cũng có thêm được mấy em Darumaka luôn. Trời sáng rồi các bạn ơi. Mình đang tiến hành tìm cái chỗ mới để mà câu club ở bệt nè. Cái chỗ bên kia hình như là nó hết rồi đó các bạn ơi. Chúng ta câu hoài mà không có thấy em nào hết á. Bây giờ chắc mình sẽ chuyển qua cái chỗ này đi ha. Thôi, cái chỗ này nó có băng bao quanh nè. Nhìn như một cái vịnh vậy đó. Hy vọng là nó sẽ ra được cái dạng club ở bệt mới cho chúng ta nha. Ủa? Ôi, mình lại câu thêm được một con club ở bệt gì nè các bạn ơi. À, nãy giờ mình câu cái vùng bên kia thì không được. Qua vùng mới thì lại thấy được một em mới rồi nè. Ngon lành nha. Hy vọng đây là một cái dạng club bubble mà mình chưa có. Ôi, và đúng rồi các bạn ơi. Và đó là cái dạng club bubble. Club. Ôi, xin vai cái chưởng hả? Nó đen đen hồng hồng nè. Ngon lành nha. Chúng ta lại tiếp tục câu thêm nữa các bạn ơi. Ôi, nãy giờ mình câu tại cái vùng bên kia thì không được. Phải chuyển qua cái vùng bên này đó các bạn ơi. Chúng ta được một cái Mending. Tự động sửa đồ nữa các bạn ơi. Nghe khá là xịn sò nha. Chắc khi nào rảnh mình sẽ đi về nhà mình ép vào những cái bộ đồ của mình. Cho tụi nó tự động sửa đồ mới được. Ôi, mình tìm nãy giờ mà vẫn chưa có thấy cái ông dân làng để mà trả cái nhiệm vụ luôn các bạn ơi. Ôi, sao chúng ta tìm không thấy vậy? Ở dưới này có một ông Murilener nè các bạn ơi. Một ông để mà học lại chiêu cho Pokemon đó. Mình sẽ nhốt ổng xuống dưới đây nha. Và chúng ta sẽ tiến hành học lại chiêu cho mấy cái em Pokemon của mình luôn. Đầu tiên là học lại chiêu cho Sivali nè. Iveto nữa. Iveto nó có một cái chiêu đặc biệt là Oblivion Wind nè các bạn ơi. Chỉ một mình con Iveto có thể học được thôi nha. Và mình cũng có thể học lại các cái chiêu khác cho cái em Ragaboon này luôn nè. Học Phantom Force cho nó các bạn ơi. Em này thì mang hệ rồng và hệ ma mà. Wow, nó có khá là nhiều chiêu xịn sò luôn các bạn ơi. Nhìn đã phải cái trưởng à. Rất là nhiều chiêu mà gây được sát thương cao luôn đó các bạn à. Đây, mình sẽ tiến hành học chiêu luôn cho các em Sapline của mình nè. Học Gen Headbutt ông ta. Hủy đi ha. Chúng ta sẽ học cho nó đúng cái hệ trước đi. Chắc mình cũng sẽ thay các cái chiêu khác cho Ho-Oh luôn đi các bạn ơi. Học Fire Blast nè. Để mà thay cái chiêu Sky Attack này quá. Tại vì mình có cái chiêu Rare Bird rồi. Nên là Sky Attack chắc không có cần nữa các bạn ơi. Và tiếp theo thì mình sẽ học cái chiêu Recover. Để mà hồi lại máu cho cái con Ho-Oh nha các bạn ơi. Bây giờ thì học Oblivion Wind cho Iveto thôi các bạn à. Chiêu đặc quyền của nó mà. Tại sao lại không học chứ? Đó, ngon lành rồi các bạn ơi. Rồi, và mình vừa học chiêu xong cho cái em chim băng mà mình vừa mới bắt nữa các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ bay thử nha. Ủa, các bạn có để ý ở phía bên phải không? Nó có một cái ống gì đó các bạn à. Ôi, hình như mình bay càng ngày càng nhanh thì phải. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ôi các bạn ơi, mình không có thể điều khiển cái con chim băng này dừng lại được nè. Wow, nó bay nhanh vãi cả chưởng luôn các bạn à. Ôi đây nè, mình không có xài cái phím gì luôn. Mình cứ để quay chuột thôi à, mà nó tự bay luôn các bạn ơi. Ôi, hình như đây là một cái chế độ bay mới mà nó vừa được cập nhật thì phải. Wow, xịn sò con bò các bạn ơi. Ôi nhưng mà cho tôi xuống đi. Ôi cho tôi xuống đi trời ơi. Nó cứ bay như vậy hoài thì sao mình xuống được các bạn. Mình không có đem theo đôi cánh rồi. Ôi, nó đáp xuống nước nhưng mà nó vẫn tiếp tục bay lên trên các bạn ơi. Rất là nguy hiểm luôn. Ôi cái chế độ bay này thì mình thấy nó khá là nguy hiểm luôn đó. Ôi cứ cởi cái em chim này thì nó sẽ tự động bay như thế này thôi các bạn ơi. Wow, càng ngày càng lên cao nè, không xuống được các bạn ơi. Wow, và lái cái em chim băng nó cũng khá là khó luôn, y chang lái máy bay trực thăng vậy đó. Ồ, đây nè các bạn ơi, chúc đầu xuống, chúc đầu xuống.
Rồi, tạm đáp như vậy đi. Ây da, cái gì nữa vậy? Sao nó bay nữa vậy? Dừng lại đi. Ui, tôi muốn đi xuống mà. Ui, nó không có cho mình đi xuống luôn các bạn ơi. Đây rồi, cuối cùng cũng đáp được. Ủa, cái ông Murilaner hình như ổng biến mất rồi các bạn ơi. Trời ơi, hình như mình bay xa ổng quá là ổng tự động biến mất rồi các bạn à. Đây, đó chính là chim băng. À, sẵn tiện chắc mình sẽ thử luôn với lại em chim lửa và chim điện nha. Bây giờ là tới chim lửa Montres thử coi. Wow, cái giá độ bay bây giờ nó kinh khủng quá vậy. Làm tôi sợ luôn đó. Đây nè các bạn ơi, chim lửa nó có một cái ống tương tự như chim băng luôn. À, nó cũng như vậy các bạn ơi. Đó, có một con Bonita ngồi này nha. Nhưng mà chỉ là Bonita thường thôi. Wow, bay càng ngày á càng nhanh các bạn ơi. Cái ống đó mà nó tăng lên càng cao á thì chúng ta bay càng nhanh nha. Và nó sẽ khó điều khiển hơn nữa đó. Đây nè. Ui, nó đáp lên nó đáp xuống liên tục à. Chống cả mặt tôi luôn đó. Cứu tôi với, có ai cứu tôi không? Trời ơi, tôi bị con chim lửa này bắt cóc rồi. Vãi cái chưởng, càng ngày nó lên càng cao nữa các bạn ơi. Trời ơi, 180 ô luôn rồi. Sợ vãi. Té xuống một phát là mình hẹo luôn đó các bạn ơi. Đó, mình cởi chim lửa là nó lại tự động bay nữa nè. Không có tự đáp xuống được hết trời. Ui, đáp xuống cho tôi đi. Muốn đáp xuống á thì các bạn phải giữ cái phím tiến á. Và cũng như là dùng chuột chúi đầu xuống nha. Nói chung thì điều khiển nó cũng khá là khó luôn. Đây, đó. Rồi, và đó là chim lửa các bạn ơi. Ta nói nó khó vãi cả chưởng luôn. Và tiếp theo sẽ là chim điện nha. Mình thử coi, chim điện nó nhỏ nhỏ hơn nè. Bay nó có dễ hơn không nha. Đây, chim điện sáp đót các bạn ơi. Ui, nó cũng có cái ống tương tự luôn. Wow, và bay nó cũng vậy luôn nữa các bạn ơi. Wow, xịn sò con bò luôn bạn. Ui, bay đã vãi chưởng hả? Trời ơi, trời đất ơi. quá phê luôn các bạn ơi. Đó, cái con chim điện này thì nó nhỏ nên là nó bay rất là thanh thoát luôn nè. Nhưng mà nó hơi bị nhanh quá thì phải. Ê, em này cho tôi xuống đi. Ê. Ô, ủa, mình tưởng là nó hạ xuống rồi chứ. Tự nhiên nó đạp trên không rồi, nó đạp, nó bay thêm một cái nữa các bạn ơi. Ui, kinh khủng nha. Bên đây có một con Bonita nè. Hình như lại là Bonita tường thôi các bạn ơi. Rồi, bây giờ để mình cố gắng mình sẽ đáp xuống cho các bạn coi nha. Trời ơi. Đây, nhảy xuống các bạn ơi, tôi sợ lắm rồi. Trời đất ơi. Ta nói cởi mấy con chim mà nó khó kinh khủng luôn đó. Hình như đây là cái chế độ bay mới được cập nhật nữa bạn ơi. Mình không biết là trong phim có không nữa, nhưng mà trong game là có rồi đó. Sợ thiệt sự á. Rồi, thôi, chắc mình sẽ quay trở về với lại cái em Ho-O hoặc là cái em Evetal của mình thôi. Những em này thì để mình kiểm tra coi. Đó, nó bay bình thường thôi bạn ơi, không có khó. Trời, bay phải như thế này chứ. Bay như kia thì tôi thất tim tôi chết luôn à. À đây 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 các bạn ơi. Đây, cái nhiệm vụ đây rồi. Đó, úp. Và nhiệm vụ bắt cái con chim băng nó cho mình một cái khối kim cương thôi hả? Mình tưởng là một quả Master Ball hay gì đó chứ. Trời ơi, chỉ là một khối kim cương thôi bạn ơi. Mình đang lượn lờ quanh cái con sông này á để mà tìm cái ông lão ngư. Đây rồi các bạn à. Đây chính là một lão ngư dân nè. Trời ơi, chúng ta sẽ đi ra thẩm định những cái Super Rod nha các bạn ơi. Đó, cho ông lão này thẩm định Super Rod. Ôi, mình có được liên tục 2 cây Supreme Super Rod luôn. Và một cây Pro Super Rod các bạn à. Đây, để mình sẽ cho ông lão này thẩm định 2 cây còn lại nha. Và 2 cây còn lại là So-So Super Rod và Rare Super Rod. Ôi, nói chung là chúng ta đã có được 2 cây Supreme Super Rod rồi. Quá xịn các bạn ơi. Mình sẽ cầm hàng xịn này á để mà đi câu tiếp mấy cái con Club of Bird nha. À, đây, đây rồi các bạn ơi. Club of Bird. Ui, đây là Bingo Chin mà. Một con nhím biển thôi bạn ơi. Nhưng mà sao đánh nó ra cá nóc vậy ta. Khó hiểu, khó hiểu. Rồi, và lần này chúng ta sẽ được cái gì đây? Ôi ôi, đây, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Club of Bird đây rồi các bạn ơi. Trời, mình cứ lại tưởng cái con Bingo Chin chứ. Nhưng mà đây là Club of Bird. Ui, nó có những cái khoanh gì đỏ đỏ ở trên người nó kìa các bạn ơi. Đây, và chúng ta đã được cái thành tựu gì đó rồi. Ồ, ngon lành chưa?
54% clubber club luôn. Và đây là cái dạng red green. À, cái dạng màu đỏ và nó có cái vòng. Ôi, thì ra là như vậy, hèn chi. Nói chung thì cũng khá là xịn sò đó bạn ơi. Bên kia có một con Arokuda kìa. Ôi, đây, lại thêm một con Lubberbird nữa các bạn ơi. Hồi nãy á, thì mình vừa về nhà mình chế tạo thêm rất là nhiều những cái quả Whitbon nè, Heavybon, Liverbon cũng như là Tamabon các bạn ơi. Đó, tốn khá là nhiều thời gian của mình luôn. Đó, và đây rồi, chúng ta đã có được thêm một cái dạng Lubberbird mới nữa. Và đây là cái em thứ 7 của mình rồi. Đây có tên là Starry nha các bạn ơi. Đó, dạng Starry. Cũng khá là xịn sò đó. Câu Lubberbird nó cũng còn khổ hơn là câu bình thường nữa các bạn ơi. Trời ơi, ta nói nó hiếm xuất hiện lắm các bạn à. Tại vì nó câu ban ngày mà. Và câu bằng Super Rod. Rồi, nói chung thì video này á, chúng ta đã có được tổng cộng là 7 dạng Lubberbird rồi các bạn ơi. Đây, đó, 63% Lubberbird club. 7 dạng. Mình đã có được dạng Classic nè, Iris Diamond, cái dạng Club nè, dạng Mansion, dạng Starry và dạng Red Ring nha. À, mình còn hai cái lock nữa, đó chính là cái Shellot lock. Ồ, và cái Magic Cap lock. À, mình sẽ nói về cái Magic Cap lock này đi. Tại sao mình chưa đủ 100%? Tại vì nó còn một cái dạng nữa, đó chính là Feebat Cap nha các bạn ơi, chứ không phải là Magic Cap. Đây các bạn, cái con Feebat mà nó lai giữ cái con Magic Cap luôn nè. Ồ, phải câu ra cái con này mới được các bạn ơi. Và câu bằng cái Supreme Oroth mới được nha các bạn. Chứ không phải là những cây Root Oroth gì đâu. Phải là Supreme Oroth nha. Trời ơi, nói chung thì cũng khá là khó khăn đó. Mình sẽ ráng cố mà câu cho hoàn thành 100% cái Magic Cup Lock đó đi ha. Ôi, và sẵn tiện có một cây kẹo nè. Mình có thể cho mấy em Pokemon của mình được không? Thôi, cái kẹo này chắc để lại thôi các bạn ơi. À, mình có được 14 cái clue sát nữa bạn ơi. Trong quá trình đi câu Clubberbird á. Và chúng ta đã có được 6 cái Silver Bottle Cap. Đó, những cái đó là những cái nút chai bạc. Thì công dụng nó như thế nào thì chúng ta sẽ đợi vào tập tiếp theo nha. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhớ vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Nhớ để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.